Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một cái video giới thiệu về combo sản phẩm phanh trước sau của Kia Sorento và Kia Rio Sorento từ 2009 đến 2014. Bộ sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Mobis Hàn Quốc, nhà máy chuyên sản xuất những linh phụ kiện phụ tùng dòng xe Hàn từ xe con đến xe tải. Đây là nhà máy sản xuất về chất lượng đứng đầu tại xứ sở Kim Chi, được nhập khẩu và phân phối bởi An Thái Auto. Combo hai bộ sản phẩm bao gồm máy phanh trước và máy phanh sau, có mã sản phẩm của nó là 58101, 12BA00, 58302, 2BA000. Đây, trên sản phẩm em cầm trên tay, mọi người có thể nhìn được tổng thể của từ quy cách đóng gói đến chất liệu của sản phẩm. Chất liệu má của nó rất là dày, khả ma sát của nó rất là tốt. Bên trong mỗi bộ sản phẩm sẽ là 4 má và kèm thêm một tờ hướng dẫn sử dụng và kèm má phanh. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn hay đặt hàng về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086633, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.